Ngọc nữ nói chuyện đàng hoàng, Ngọc nữ nói chuyện đàng hoàng. Ngọc nữ đi hả? Em muốn xin hát một bài. Đây là của nhau. Em gửi tặng với anh Tú và Diệu Nhi. Em bán sông cây với tinh thần đúng không? Em bán sông cây với tinh thần. Em sông cây chân thần. Ok. Cái nào em không nói được anh hát giùm em. Dạ. Ừ, anh còn chưa biết bài này là gì mà. Chị thân cho em xin miếng lời. Ủa, rụ vô là Ngọc. Ta là của nhau của chị Đông Nhi với anh Đông Cơ Thắng. Không. Khi gặp nhau phút đầu từ anh mắt em đã trao nụ cười. Cái teaser thôi là thấy hay rồi. Cái teaser thôi là biết bán giá rồi. Em xin gửi tặng đến tất cả mọi người bài hát này. Có ai biết bài này không à? Phụ tôi à? Tôi không biết à? Nhưng mà có nhà không à? Phúc phụ anh Phúc. Vậy hả? Bài đó tôi quay á. Cho em xin miếng nào bây giờ. Lên phụ anh Phúc. Nhưng mà bạn nào vô anh nhớ nhắc em vô. Xin chào. Sao phụ sao?